Netizen kêu gọi tẩy chay Hoài Linh dù mới hôm qua còn yêu. Ngày 24 tháng 5, Hoài Linh chính thức lên tiếng với clip giải đáp những thắc mắc của khán giả về số tiền từ thiện lên đến 14 tỷ đồng mà nam danh hài từng kêu gọi cộng đồng quyên góp cho đồng bào miền Trung. Trong clip, nam nghệ sĩ chia sẻ về tình hình dịch bệnh nên các chuyến đi từ thiện đành tạm hoãn, số tiền vẫn đang trong một tài khoản tách bạch. Tuy nhiên, cách giải thích của Hoài Linh vẫn chưa thể xoa dịu cộng đồng mạng. Trên fanpage 12 triệu follow của danh hài, từ ngôi nhà vui vẻ bỗng chốc trở thành nơi hứng chịu gạch đá, xà bần từ cư dân mạng khắp nơi đổ vào. Chưa dừng lại ở đó, fanpage thách thức danh hài cũng chịu chung số phận khi bị netizen ùa vào xả bức xúc. Hàng loạt những bình luận kêu gọi tẩy chay chương trình hoặc yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh rời khỏi ghế nóng xuất hiện ngập tràn. Nếu không, chương trình sẽ đổi tên thành thách thức dư luận. Hiện tại, chương trình cũng vừa ra thông báo tạm hoãn casting tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 5. Ngoài ra, nhiều tiểu phẩm hài của Hoài Linh cũng bị đèo lại theo dòng sự kiện để view cao lên chót vót như tiểu phẩm Thà ăn mày còn hơn ăn cướp hay Thế giới huyền bí. Trên nhiều nhóm cộng đồng, các chủ đề như có 14 tỷ trong tay bạn sẽ làm gì thu hút sự chú ý lẫn bình luận từ các netizen. Thế mới nói mới hôm qua còn yêu, sau này giông bão ngập trời. Những chia sẻ muộn màng của nghệ sĩ Hoài Linh hiện chưa đủ để xóa tan mọi hoài nghi và dẹp bớt ồn ào thị phi đang vây quanh mình.